Anh chị em thân mến, hôm nay tôi cùng với anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ niệm lời Chúa vào Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi. Giờ đây xin mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được khi thần chân lý đến người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật vì người không tự mình mà nói ra nhưng người nghe gì thì sẽ nói vậy và người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai người sẽ làm vinh danh thầy vì người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con tất cả những gì cha có đều là của thầy vì thế thầy đã nói người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà loan truyền cho các con anh chị em thân mến hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ chúa ba ngôi đây được gọi là mầu nhiệm chính yếu đối với đức tin công giáo thật vậy đức tin giúp chúng ta nhận ra tình yêu của thiên chúa dành để cho mọi người tình yêu được thiên chúa tỏ bày qua cái nhiệm cục cứu chuộc và được thực hiện bởi cha con và thánh thần không có nhiệm cục cứu chuộc này con người không thể nào có được niềm hy vọng về đời sống vĩnh cửu thật vậy thưa anh chị em sau khi con người phản bội chống lại lệnh truyền của thiên chúa thiên chúa không nỡ để con người ra hư vong ngài quyết dẫn đưa con người trở về với sự sống việc thiên chúa đưa ra quyết định cứu chuộc con người là một hành động xuất phát từ tình yêu của đấng được gọi là cha vâng mặc dù con người không được sinh ra từ thiên chúa như ngôi ai nhưng với bản chất là cha thiên chúa tạo dựng con người và đã đặt để con người trong mối tương quan mới tương quan phụ tử nhờ mối tương quan phụ tử này thưa anh chị em con người đã được thiên chúa yêu thương cách lạ lùng đến nỗi tác giả thánh vịnh đã phải thốt lên chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mẩy bàn vinh quang danh dự là mũ triều thiên cho làm chủ công trình tay chúa sáng tạo đặt muôn loài muôn sự dưới chất. và khi con người phạm tội cho dẫu khi ra hình phạt thiên chúa cũng không thể nào đành lòng nhìn con người ra hư vong ngài đã ra tay tế độ bằng một hành động mà không ai có thể ngờ rằng thiên chúa yêu thương con người đến thế thánh gioan đã diễn tả thiên chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời quả vậy thiên chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ thưa anh chị em tình thương thiên chúa dành cho con người là phản ảnh tình thương ngài dành cho ngôi hai người con duy nhất quả thật con người không thể cảm nghiệm được tình yêu của thiên chúa dành để cho mình nếu ngôi hai thiên chúa không nhập thể làm người vì là người con hiếu thảo nên ngôi hai cũng mang trong mình trọn vẹn tình yêu của cha nên người trong tinh thần vâng phục sẵn lòng dẫn thân vào trong lịch sử của nhân loại qua việc nhập thể làm người để tỏ bày cho nhân loại nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người biết bao cho dấu con người chẳng có công trạng gì việc tỏ bày tình yêu không đơn giản chỉ là lời nói thốt ra từ môi miệng bởi ngôi hai nhập thể làm người không chỉ là thổ lộ tâm tư của thiên chúa nhưng còn là cứu chuộc con người khỏi bàn tay thần chết. Vì thế thưa anh chị em, việc tỏ bày tình yêu thiên chúa của ngôi hai nhập thể là một công trình được thực hiện bằng cả một cuộc đời của Chúa. Từ lời giảng dạy đến hành vi từ hơi thở đến từng nhịp đập con tim đều chất chứa lời yêu thương và cứu độ Và sau cùng là sự hiến thân trên thập giá thể hiện sự vâng phục trọn vẹn thánh ý của Cha trong việc cứu chuộc con người. Khi suy niệm về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, Đức Đích-tô thứ 16 đã thốt lên trong cái chết thập tự của Chúa Giêsu, việc Thiên Chúa quay lại chống đối chính mình đạt đến mức tuyệt định khi người tự hiến chính mình để nâng con người lên và cứu độ họ. Đó là tình yêu trong hình thức triệt để nhất. Thưa anh chị em, nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thì quả thật là một sự mạo hiểm Thế nhưng cũng xin trình bày với anh chị em một đôi chút về mầu nhiệm. Phúc âm Doan đã trình bày trong Chúa con mà Chúa cha được nhận biết. Và ai nhận biết Chúa con và có sự hiệp thông với người thì kẻ ấy cũng nhận biết rằng cha ở trong con và con ở trong cha. Đó là chân lý. Với nhận thức về chân lý này, những kẻ tin có được sự sống tình yêu. Đúng thế, thưa anh chị em. Tình yêu chính là cha ở trong con và con ở trong cha sẽ đến cư ngụ trong những ai yêu mến chân lý này. Trong lời cầu của đấng là linh mục thượng phẩm Chúa Giêsu cầu nguyện với cha cho những kẻ tin được nên một và trong chúng ta như là cha ở trong con và con ở trong cha tình yêu cha ở trong con và con ở trong cha đó là chân lý ước chi được thấm nhuần nơi các kẻ tin để nhờ đó với chân lý này họ được sự sống và thế gian cũng nhận biết rằng cha đã sai con và cha cũng yêu thương họ như cha yêu thương con trong chân lý này thánh thần xuất hiện không thêm bớt một điều gì mà con đã nói với nhân loại khi Chúa Thánh Thần đến, người sẽ làm cho các môn đệ hiểu được rằng Thầy ở trong Cha và anh em cũng ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Trong Chúa Thánh Thần và chính nhờ tác động của Ngài, những kẻ tin nhận ra rằng Chúa Giêsu Kitô ở trong họ. Chúa Thánh Thần minh chứng rằng tình yêu Thiên Chúa được mặc khải cho con người qua người con Thấm nhập vào các kẻ tin và đón nhận họ Vào sự hiệp nhất với tình yêu của con và cha Thưa anh chị em Nhưng làm sao nhân loại có thể bước vào Trong mối tương quan của ba ngôi thiên chúa như thế này Để nhờ có thể được hưởng ơn cứu độ Thánh Phaolô đã đưa ra câu trả lời Tất cả những ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn Đều là con cái của Thiên Chúa Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được Đâu phải là tinh thần nô lệ Khiến anh em phải sợ sệt như xưa Nhưng là thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử Khiến chúng ta được kêu lên Áp ba cha ơi Vâng chính thánh thần Thiên Chúa Đấng là tình yêu, là sức sống của Thiên Chúa Được trao bàn cho chúng ta sẽ là động lực Để chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Nơi Đức Giêsu Kitô Thúc đẩy chúng ta hành động Để đáp trả lại tình yêu cao trọng này Sách Tông Đồ Công Vụ đã tường thuật Sau khi lãnh nhận Thánh Thần Thánh phê đã mạnh dạn loan báo Thưa anh em, Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Người đã bị anh em treo trên thập giá. Thiên Chúa đã làm cho người sống lại và đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Khi nghe những điều đó, họ đau đớn trong lòng và hỏi Phêrô cùng các tông đồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Như vậy, thưa anh chị em, chính Thánh Thần Thiên Chúa vừa là động lực thúc đẩy loan báo tin mừng, vừa là tác nhân biến đổi con người được loan báo. Điều đó được thực hiện từ nguồn mạch duy nhất, đó chính là tình yêu quả thật ơn cứu độ được thực hiện bởi thiên chúa yêu thương và ơn cứu độ đó cũng chỉ dành cho những ai đón nhận quà tặng yêu thương bằng một thái độ đáp trả trong mối tương quan cha con có nghĩa là đón nhận với trọn vẹn tâm tình biết ơn tín thác và yêu mến như tâm tình của người con dành cho cha mừng mầu nhiệm ba ngôi để hiểu được Thiên Chúa yêu thương nhân loại là dường nào. Và cách Ngài hành động để tỏ bày tình thương cũng thật lạ lùng biết bao. Hiểu điều đó để chúng ta tạ ơn vì tình yêu thương và nỗ lực sống yêu thương như lời mời gọi của Chúa Giêsu. Các con hãy yêu thương như Thầy yêu thương lạy chúa mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm của một tình yêu lạ lùng chúa dành cho nhân loại chúng con chúng con xin được cảm tạ chúa nhất là chúa đã đưa chúng con vào trong cộng đoàn giáo hội một cộng đoàn yêu thương xin cho chúng con biết nỗ lực xây dựng cộng đoàn này bằng chính đời sống yêu thương của chúng con amen